Hôm nay bạn đi ra vườn đây này, bạn ấy nán hồng xiêm nhà vườn nhà mình này, các bạn rất nhiều hồng xiêm nhá. Bây giờ mình cùng bạn Mít có cái rổ đấy sẽ đi nán hồng xiêm nhá. Con thì vào cái này con nán xem nào. Xem có quả hồng xiêm là chín không thì nán con này xem. Ô này, bạn Mít ơi. Ở trên cây hồng xiêm có cái gì này? Đấy, bạn Mít có nhìn thấy không? Bạn thử lấy chưa xem nào. Ô, cây gì đấy? Súng. Súng à? Ô thì cô xem bạn xem có bắn được không? Wow, súng bắn được à? Thích chú chiến sĩ đang bắn súng đây bạn Mít ạ. Wow, thích không? Rồi bạn Mít ơi, cùng cầm súng lên để đi săn xem ở kia cây hồng xiêm có con gì không bạn Mít ơi. Ô đây này, bạn Mít nhìn thấy con gì đấy không? Con khủng long. Ồ con gì đấy? Khủng long. Con khủng long à? Con thì lấy xem nào, có lấy được không? Wow, bạn Mít bạn nhận được một con khủng long ở trên cây hồng xiêm các bạn ơi, cho vào rổ nhá. Rồi, lại đi tìm xem còn con gì nữa không? Wow, xem cây này có gì không nào? Ồ, bạn Mít bạn nhìn thấy cái gì rồi? Bạn đang chỉ đấy các bạn ơi. Wow, bạn Mít bạn nhìn thấy một con gì nữa đây? Khủng long. Lại có khủng long nữa à? Ô lại cho vào rổ nhá, nắm khủng long ở vườn nhà mình. Thì đi tìm xem. Ô đây 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 đây, ở trên cái mít này. Đây đây đây. Con gì trên này bạn Mít ơi, bạn thì lấy súng con bắn xem nào. Đây đây các bạn ơi, mình nhìn thấy con gì thế này. À, ấy. Mít bạn bày súng bạn bắn đấy. Đây mình lấy xem con gì đây. Wow. Một con gì bạn Mít biết không? Một à, một con bộ cánh cứng đấy bạn Mít ạ. À. Bạn cho vào rổ nhá. Nào đi sang cây hồng xiêm này xem có cái gì không. Ôi con rồng à. Úi ôi các bạn ơi. Hồng bạn Mít bạn bảo đây là con rồng. Phải con rồng không? Wow, một con rồng to thế nhỉ. Thích không? Ôi một con rồng. Ôi các bạn ơi. Bạn Mít bảo đây là một con rồng. Đây là một con khủng long bạn Mít ạ. À. Không phải con rồng đâu. Sợ không? Con khủng long phun lửa. Wow, bạn Mít thử bắn thế nào xem nó chết không? Wow, bạn Mít biết súng bạn bán các bạn. Rồi mình cho vào rổ tiếp nhá. Nhà được con khủng long to quá các bạn ơi. Nào Mít ơi thì đi lại đi tìm tiếp xem nào. Con đi trước đi. Wow, lại đi xem nào. Xem ở trên cây này xem còn gì nữa không. Đây 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 Mít ơi. Con gì trên này? Vào đây. Con nhìn thấy không? Con gì đây? Con khủng long. Wow, lại một con khủng long à. Đấy, một con khủng long nhá. Cái cổ nó dài. Wow, cái cổ nó dài đúng rồi. Bạn Mít bạn bảo con khủng long cái cổ nó dài đúng rồi các bạn ơi. Con khủng long này ăn cỏ nhá. Rồi mình lại đi tìm tiếp xem nào. Xem mà quanh cây đi xem có con gì không. Đây này, ở dưới đất đây. Wow, ở dưới đất có con gì đấy? Khủng long. Lại khủng long à? Cho vào đây đi. Ôi đầy rổ rồi các bạn ơi. Thích chưa? Ô bạn Mít bạn đã nhìn thấy một con gì rồi này. Con gì đấy? Wow, xem nào, bạn Mít có lấy được xuống được không? Nè bạn Mít thử mình kéo xuống cho bạn Mít lấy đi, con gì đây? Con gì đấy? Bộ kẹp. Bộ kẹp á? Con này không phải con bộ kẹp đâu các bạn ơi. Con này là con cào cào đấy, bạn Mít bảo con bộ kẹp. Có phải không? Đây là con cào cào nhá. Cào cào, không phải là bộ kẹp đâu. Con cho vào rổ đi. Nè xếp xem. Xem ở quanh đây xem còn con gì nữa không? Ui. Ui đây đây bạn Mít ơi, con gì này, sợ chưa? Ui các bạn ơi, con rắn này. Ui có cái đầu của nó này, cái lưỡi nó đang thẻ lè ra này các bạn ơi, sợ chưa? Một con rắn đang ở trên cây, một con rắn xanh này. Ui nó cắn đấy. Ui bạn Mít là sợ các bạn ơi. Wow, con bạn Mít vẫn bắt rắn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn ơi, đây là con rắn nhựa. Này, con rắn nhựa, con rắn đồ chơi nhá các bạn nhá. Bạn Mít lại không sợ đâu. Mà nếu mà ở ngoài đời mà các bạn gặp con rắn này là con rắn thật thì các bạn chạy xa ra nhá, đừng có mà lại gần rắn nhá, nó cắn chết đấy nhá bạn Mít nhá. Nhớ chưa? Rồi. Tao đã từng nhìn thấy rắn độc. Ừ, đúng rồi, rắn độc nó cắn chết người đấy. Nè bạn Mít thì nắn quả hồng xiêm xem là cây này xem có hồng xiêm chín không. Nắn xem. Wow. Ô khả năng này hết hồng xiêm rồi. Thôi bạn Mít ơi. Đây này các bạn ơi, thành quả của mình ngày hôm nay này. Đây, một khẩu súng. Chú anh Hùng đang bắn súng các bạn ơi. Một con gì đây? Con khủng long. Wow, đây là một con khủng long. Con khủng long nhá. Wow, đây này cũng là con khủng long. Một khủng long nữa các bạn nhá. Tiếp xem, con gì nữa? Con gì đấy? Con này nó cũng là con khủng long nhá. Oh. Con này cũng thế nè. Ồ, con này cũng thế, đúng rồi, con này cũng là khủng long các bạn ạ. Khủng long nhá. Tiếp xem, con gì đây? Ồ, con rắn, sợ không? Đẹp. Một con rắn nhá, một con rắn nhựa các bạn ạ. Con này là con gì? Con này là con bộ cánh cứng. Cánh cứng nhá.
Đây là con gì đây? Khủng long ăn cỏ. Đúng rồi, con khủng long ăn cỏ nhá. Bọ cạp đi. À, đây không phải bọ cạp, con cao cao. Con cào cào màu xanh nhá. Rồi, thôi hết rồi. Mình xin chào các bạn nhá.